Hello. Hello. Có nghe thấy thầy nói không? Long ơi, nghe thấy thầy nói không? Có nghe thấy thầy nói Có không? ạ. Ok, rồi nghe được thầy rõ rồi Nhưng đúng mà không nào? sao có Nghe được rõ nhưng mà rồi. sao tiếng thử thầy nhỏ đấy. Ok, thầy mở to hết cỡ rồi đó. Con thử xem lại nào. Tăng âm lượng lên xem nào, thử tăng âm lượng của máy lên lên xem nào. Ok chưa? Mà sao nghe giọng này nhiễu thế? Nhiều con thử xem lại chân cắm tai nghe nào, thử gọi mẹ xem chân cắm tai nghe xem nó bị sao không. Ấy được rồi, nghe thấy giọng này bình thường lại được rồi. Ừ, rồi kia đấy thì phải bảo xem, con phải xem lại chân cắm tai nghe được chưa. Ok rồi, sáng nay thì thầy rất là xin lỗi tại vì là sáng nay thầy quên mất là thầy bảo là tối nay mới học mà hôm qua thầy nhắn thầy quên thông báo với mẹ con là học tối thì mẹ con tưởng học sáng được chưa. Thế sáng nay đợi thầy có lâu không? Tận phút thứ 15 mới ở chỗ gì vào. Ok rồi, thầy rất là sorry. Tại vì là hôm qua thầy nhắn cho mẹ thì thầy lại bảo là 8 giờ thì thầy quên không bảo mẹ là 8 giờ tối. Được chưa? Ok rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Buổi trước chúng ta đang làm test về kỹ năng listening được chưa? Chúng ta đang làm bài test về kỹ năng nghe. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục kỹ năng nghe được chưa? Làm bài test được chưa nào? Ok. Okay. Ok, now part 4, listen and tick the box. There is one example, ok? Listen and tick, ok? Ok, so Part 4. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. Where is Pat's dad going? Is that your father walking to the bus stop, Pat? Yes, it is, Sam. Where's he going? He's going to town for Mum. Is he going to the supermarket? No, I went there yesterday. And Mum's going to the library this afternoon. Oh, I know. He's going to the bank. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. Bắt đầu nào. 1. Which one is Pat's mother? Is your mother here, Pat? Yes, she's in the garden with my aunts. Has your mother got straight hair? No, her hair is curly. Oh, is she the one in the red dress? No, she's wearing trousers today. 2. What does Pat want to buy? Where are you going to go now, Pat? I'm going shopping. What do you want to buy? It's my birthday on Sunday, and I want something new to wear at my party. Do you want some new trousers? No, I'd like a skirt, because my mum gave me a beautiful blue sweater. All right. Rồi, vậy là đã hết mất đoạn nghe, con có nghe được không? Ok rồi. Vậy là con chọn hai đáp án này đúng không? Are you sure with this answer? Are you sure with this answer? All right. Now let's check. Okay, number one. Which one is past mother? All right. See, correct. Very good. All right. Number two. What does Pat want to buy? A trouser, a blue sweater, or a skirt? All right. A skirt is correct. What does it mean, skirt?
váy. Váy ngắn được chưa? Skirt là cái váy ngắn. Or sweater. Sweater. Sweater là cái gì nhỉ? Sweater là cái áo gì nhỉ? Áo len. Cái áo len được chưa? Sweater là cái áo len này. Thế còn trouser? Trouser. Trouser là cái quần dài. Đúng rồi, quần dài được chưa? Ok, tiếp nào. Ok, now we continue. Listen from number 3 to number 5, ok? Ok, now listen. What was the weather like here yesterday? We went to the mountains yesterday and it rained. What was the weather like here, Pat? It was a beautiful day. Was it sunny? It was sunny. It wasn't cloudy at all. 4. Where's Peter? Where's your brother, Pat? Peter? I think he's playing outside. Is he in the garden? No, he isn't. He isn't on the balcony? I know. He went to the playground with his friends. 5. What will they take on the picnic? What do you want to eat on our picnic tomorrow, Pat? Something we can eat with our hands. What about sandwiches? No, we always take sandwiches. Can we take burgers? I don't like cold burgers. Shall we take sausages? Okay. All right. Có nghe được chưa? Có thể bạn nghe được ạ. À, vậy mình sẽ nghe lại number 3 nha. Được chưa? Nghe lại number 3, okay? Okay. Okay, now listen again. What was the weather like here yesterday? We went to the mountains yesterday and it rained. What was the weather like here, Pat? It was a beautiful day. Was it sunny? It was sunny. It wasn't cloudy at all. All right. Rồi, vậy là con đã chắc chắn với đáp án này chưa? Okay, now let's check your answer. Number 3. What was the weather like here yesterday? Okay. It's sunny. Correct. Sunny. Number 4. Was Peter in a balcony or in the garden or in the playground? Okay, in the playground. Okay, playground. And number 5. What will they take on the picnic? Okay, a burger or a sausages or a pizza? This is Sausages. Okay. Sausages. Sausages. Được chưa? Đọc nhanh một chút. Sausages. Okay, sausages. Sausages. Okay, sausages là xúc xích. Xúc xích. Còn burger là bánh hamburger. Bánh mì kẹp thịt được chưa? And pizza. Pizza là gì nhỉ? Pizza. Đó. Bánh pizza. Đúng rồi, bánh pizza. Ok. Rồi, thế còn balcony là gì nhỉ? Balcony. Balcony.
Đây này, balcony đây này ban con. Ừ, đúng rồi. Garden. Vườn ạ. Khu vườn. Thế còn cái cuối cùng, cái Seager Playground là gì? Sân chơi ạ. Ừ, đúng rồi, ngoài sân chơi. Ok, rồi chúng ta qua phần tiếp theo nhá. Ok, now part 5. Listen and color and draw, ok? There is one example. Ok? All right, now let's listen. Part 5. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you see the boy with the kite? Yes, I can see him. Well, colour the kite blue. The kite. That's right. Can you see the blue kite? This is an example. Now you listen and colour and draw. Mình vừa nghe này, vừa vẽ và vừa One. Tô được chưa? There are two men running in the park. Can you see them? Yes, a thin man and a fat man. I want you to colour their t-shirts. What colour? Colour the fat man's t-shirt red and the thin man's yellow. Okay. So, 2. Now I want you to draw something. Good. What shall I draw? Can you draw a duck? Yes, I can. Good. Well, draw a duck swimming in the water. Okay. Three. Now you can color again. Good. Can you see the two cars? Yes. Shall I color the small car or the big car? Color the smaller one, green. Okay, I like that color. Bài này nghe rất là chậm. Four. Now you can draw something again. Good. What about the weather? It's a cold day, so shall I draw a big cloud? Yes. Draw a big cloud above the two men. And color it black. Ừ, mình nghe mình vẽ luôn đi con, mình vẽ, mình tô, mình vẽ luôn đi. Có khoảng trống giữa thời gian cho mình nghe đấy. Five. Now I want you to color one more thing. Good. What shall I color? The dog, please. Which one? Colour the biggest dog brown. There you are. That's very good. Long ơi bật cam lên nào con. Nào mình bật cam bật mic lên nào. Now listen to part 5 again. Okay now. Bây giờ là mình nghe lại được chưa? Mình nghe lại này. Hơi vẽ. Hơi tô màu. Thế làm sao mà con có đáp án cho thầy được? Trên màn hình. Con vẽ tô màu lên màn hình luôn được chưa? Con vẽ cả tô màu trên màn hình. Ừ, con vẽ được tô màu lên màn hình nhá. Được chưa? Hiểu chưa nào? Là sao? Ừ, tức là thầy mở đoạn nghe này và cứ hết một phần thì nó lại có một khoảng trống để cho mình vẽ hoặc là
cho mình tô màu ấy, được chưa? Thì con sẽ vẽ và tô màu luôn trên màn hình nhá. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hay là con muốn ghi ra vở? Nào mình sẽ làm như thế nào đây? Mình tô luôn, mình vẽ luôn hay là mình sẽ viết ra các cái thông tin đấy ra vở? Viết thông tin ra vở. Ừ, rồi kia đấy thì viết thông tin ra vở thì mình sẽ nghe nhá. Tiếp tục nghe lại được chưa? Được chưa nào? Và ghi thông tin ra vở được chưa? Ok không nào? Ok không con? Ừ, ok, bắt đầu nghe lại nhá. Mình nghe lại nhá. 1. There are two men running in the park. Can you see them? Yes, a thin man and a fat man. I want you to colour their t-shirts. What colour? Colour the fat man's t-shirt red and the thin man's yellow. Okay. Ui, ui, ui. Viết ra vở đi con, viết ra vở đi con. 2. Now I want you to draw something. Good. Sao? Viết thế nào? Thì để ý xem người ta nói cái gì được chưa? Thì thầy mới bảo con là tốt nhất là con tô màu lên màn hình luôn, được chưa? Thế tô màu lên màn hình luôn nhá. Không nghịch nữa được chưa? Now listen to part 5 again. 1. There are two men running in the park. Can you see them? Yes, a thin man and a fat man. I want you to colour their t-shirts. What colour? Colour the fat man's t-shirt red and the thin man's yellow. Okay. Two. Now I want you to draw something. Good. What shall I draw? Can you draw a duck? Yes, I can. Good. Well, draw a duck swimming in the water. Okay. Three. Now you can colour again. Good. Can you see the two cars? Yes. Shall I colour the small car or the big car? Colour the smaller one, green. Okay, I like that colour. Four. Now you can draw something again. Good. What about the weather? It's a cold day, so shall I draw a big cloud? Yes. Draw a big cloud above the two men and colour it black. Vẽ nào, vẽ nào. 5. Now I want you to colour one more thing. Good. What shall I colour? The dog, please. Which one? Colour the biggest dog brown. There you are. That's very good. 2. All right, so this is the end. Okay, rồi con còn muốn vẽ thêm gì nữa không nào thì vẽ nhanh nào. Muốn vẽ, muốn tô màu cái gì nữa thì làm nhanh nào.
Con muốn vẽ, con muốn tô màu cái gì, con làm nhanh nhanh nào, thật nhanh nào. Sao? Con không nghe được để tô màu hay là con không tô? Con có tô lên gì? Ồ, ở đây có đến tận những 5 cái mà mình phải tô mà con mới chỉ tô được có 3 cái. Còn 2 cái cần phải tô và 2 cái cần phải vẽ. Ok. Vẽ. Một chút vào đây. Ok, cùng xem nhá. Now, color the fat man's t-shirt is red. Ok, red. And the thin man's t-shirt yellow. Ok, this is correct. Ok, vẽ hai cái bạn đang chạy bộ này. Một bạn áo màu gì nhỉ? Red. Đỏ. Ừ, bạn còn lại áo của bạn còn lại. Ok. And two, draw a duck swimming in the water. Draw a duck. A duck. A duck. Yes, swim in the water. Swim in the water. Swimming in the water. A duck swimming in the water. Now, a duck swimming in water. A duck swimming in the water. Là gì nhỉ? Con vịt bơi trong. Đúng rồi. Ok. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Number three. Color the small car green. Ok rồi, không vẽ nữa nào, không vẽ nữa nào. Hết giờ vẽ rồi nào, không vẽ nữa nào. Ok, now the small car is green. Ok, that's right. And number four, draw a big black cloud above the two men. A big black cloud. A big black cloud. Above the two men. Hmm. What does it mean? What does it mean? Vẽ một đám mây to lớn. Màu gì đấy? Trên đầu ạ. Trên hai người đàn ông. Màu gì nhỉ? Màu gì đấy? Đám mây đấy màu gì nhỉ? Màu đen. Ừ, đám mây màu đen được chưa? And number five, color the biggest dog brown. Color the biggest dog. Biggest dog. Biggest dog. What does he mean? Big ear dog. Cô màu con chó to nhất. Ừ, màu gì nhỉ? Nâu ạ, nhưng mà cái thanh tô màu to không có màu nâu. Ừ, rồi, ok, không có màu nâu, đúng không? Cô thầy có màu nâu này. Đó. Mà cái thanh con cho zoom cũng không có màu nâu. Ừ, rồi, ok, rồi. Ok. All right. Vậy chúng ta chuyển sang phần tiếp theo được chưa? Thấy nhạc hay không? Con thấy nhạc hay không? Biết nhạc giống nhạc gì không? Biết nhạc giống nhạc gì không? Có đây giống chương trình gì không? Biết giống nhạc trong chương trình gì không? Không biết. Chương trình bố ơi mình đi đâu thế? Nhạc của chương trình bố ơi mình đi đâu? Không có biết đâu. Không xem cái đấy nhiều lắm. Không ạ, không xem cái đấy nhiều lắm.
Rồi, ok. Now, we will study the test B. Reading, ok? Reading. Ok. Now, part A. Chúng ta sẽ làm bài test về kỹ năng đọc, được chưa? Ok, now, part 1. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. Ok? Bây giờ con sẽ đọc này và nhìn vào. Đầu tiên là đọc các cái câu ở bên trái này, được chưa? Và nhìn vào các bức tranh ở bên phải này để chọn lấy các cái từ ở trong bức tranh bên phải này để điền vào các cái câu bên trái này, được chưa? Giống như ví dụ đây, this is the biggest animal in the world. This is a whale. Did you know a whale? Con có biết yes. Whale là con gì không? Cá voi ạ. Con cá voi, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ hãy đọc cho thầy các câu từ 1 đến 6 và viết ra vở xem cho thầy xem là những câu đó thì nó nhắc đến cái gì ở bên bức tranh bên phải, được chưa? Ok, ghi ra vở nhá. Xem number 1 là gì này, number 2 là gì, được chưa? Ok. Ok. Suy nghĩ nha, cố gắng suy nghĩ xem nó là cái gì, được chưa? Có làm xong chưa? Rồi ạ. Xong rồi đúng không? Xong chưa nhỉ? Đã. Ok, cứ làm đi, khi nào xong bảo thầy nhá. Phép nghĩa gì? Gì con? Phép nghĩa gì? Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Afraid đúng không? Câu số 4 đúng không? Afraid, hình như thầy nói rất là nhiều lần về từ afraid này rồi. Sợ hãi. Afraid, nhớ ghi lại từ mới nha. Afraid. Sợ hãi.
Xong rồi ạ. Ừ, xong rồi. Ok, rất tốt. Ok, now number one, you can listen to music with this. What is it? CDs. All right, CDs, correct. Now number two, we can watch this at home as we can. What is this? It's videos. Okay, right. Videos. Number three, on cold days, it is good to have a hot bowl of this. What is this? It's soup. Okay, good. Soup. Number four, people are afraid of this animal which lives in the sea. What animal? It's a shark. Okay, a shark. Very good. A shark. What does it mean? Shark. Shark. What does it mean? Mm-hmm. Very good. Number five. Some people drink this hot with milk and sugar. So what drink? Coffee. Ah, this is coffee, not coffee, okay? Coffee. Coffee. Ừ, nhớ này, nhớ này, nghe thầy nói coffee. Cho kỹ này. Ok, nghe thầy nói thầy giải thích cho hiểu này, được chưa? Khi mà hỏi về đồ uống, được chưa? Khi hỏi về đồ uống mà mình nói là coffee thì mới đúng, được chưa? Khi mình muốn nói là tôi uống cà phê thì nói là I drink coffee. Được chưa? Còn nếu như con nói là I drink coffee thì coffee ở trong tiếng Anh có nghĩa là cái chỗ mà người ta bán cà phê, được chưa? Cafe là cái chỗ mà bán coffee. Được chưa? Cafe là cái chỗ mà bán coffee. Còn coffee là tên của một loại đồ uống, được chưa? Không được nhầm hai từ này với nhau nhá. Là cà phê. Cà phê là chỗ mà bán, được chưa? Được. Ừ. Cà phê là cái chỗ người ta bán. Còn coffee là đồ uống, được chưa? Không được nhầm hai cái này nhá. Được chưa nào? Ừ, nếu như giải thích trong tiếng Anh thì cafe is means coffee shop. But coffee is a drink, okay? Ừ, cứ nhớ là cà phê thì là bán, còn coffee là để uống, được chưa? Không được nhầm hai cái này với nhau nhá. Nhớ nhá, cà phê là một địa điểm, còn coffee là một loại đồ uống. Rõ chưa nào? Rõ chưa? Ừ, ok rồi, vậy thì câu cuối cùng nào. Number six, put butter and cheese between, and you have one of this. What? What is it? It's a sandwich. Mm, this sandwich. Is a sandwich. 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 Mm, sandwich. Được chưa? Bánh sandwich. Con có thích sandwich không? Bánh kẹp rồi. Ừ, bánh mì kẹp thì ăn nhiều lắm. Ừ, ăn nhiều xong mới ú như thế này đúng không? Không ạ. Ok, có từ mới nào ở đây nữa không con, ngoài từ upgrade? Không ạ. Ừ, ok, không có từ mới nào nữa đúng không? Ok, vậy chúng ta sang phần tiếp theo nào. Now, part 2. Look and read. Write yes or no, ok? So this is example. The man at the table is wearing a glasses. Is yes, right? Cái người đàn ông mà ngồi ở bàn thì đeo kính có đúng không?
Nếu như đúng thì mình trả lời là yes, được chưa? Còn the little girl is carrying a dog. A little girl is carrying a dog. Is that right? Có đúng không? Đúng. Bạn nhỏ này, bạn ấy đang cầm con chó con, có đúng không? Có đúng không nhỉ? Đúng ạ. No, 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 no. Nhìn kỹ nào. Bạn này, bạn ấy đang ôm con búp bê mà, bạn đâu có ôm con chó đâu, đúng không? Cái bạn nhỏ nhất này mà. Đúng chưa? Nếu như câu trả lời nào, nếu như câu nào là đúng thì con ghi yes. Câu nào mà không đúng con ghi là no, ok? Ok chưa? Hiểu bài này chưa nào? Ok, now question. Now look at the question from number 1 to number 6 and write yes or no, ok? Ok, now let's do it. One is yes. Yes? Okay, yes. Correct. Number two is the cat under the table is looking at boy. Yes. All right, correct. Number three, one of the boys is playing with a robot. No. Okay, correct. Number four, the woman at the table is putting on her jacket. No. Okay, correct. Number five, it's a beautiful sunny day. No. Right. And number six, one of the women has got brown curly hair. Yes. Yes. Okay, very good. Bài này lại đúng hết, được chưa? Bài này rất là tốt. Cũng giống như bài trước con làm rất là tốt, được chưa? Ok, rồi, rất là tốt. Sau 8 buổi học thì làm bài rất là tốt. Ok, có từ mới nào ở đây không con? Không ạ. Alright, vậy chúng ta qua phần tiếp theo nào. Part 3. Read the text and choose best answer, ok? There is one example. Example. Paul says, "Hello, Sally. How are you?" And Sally answers, "I'm very well, thanks." Okay, now let's read the question one and choose the correct answer. Question one is A, B, or C? B. B. B, I had a party at home? Yes. Okay, B, correct. So now, what does it mean of question one? Bạn gì? Bạn ngày sinh nhật của bạn. Bạn sẽ làm gì vào ngày sinh nhật của bạn, đúng chưa? Và bạn Sally nói là gì nhỉ? Tôi có một bữa tiệc tại nhà. Đúng rồi, tôi có bữa tiệc tại nhà. Ok, rồi bây giờ hãy làm cho thầy các câu từ câu số 3 đến câu số 6 nào. Đọc thật kỹ nhé con nhá. Đọc thật kỹ sau đó em chọn đáp án được chưa? Ngày mai con bắt đầu đi học rồi đúng không? Ngày mai con đi học rồi đúng không Long?
Long ơi. Xong rồi ạ. Ừ, ngày mai con đi học rồi đúng không? Ngày mai con đi học trên lớp rồi đúng không? Ơ, thầy hỏi không trả lời nhỉ? Không đi để gì nói. Thầy hỏi là ngày mai con đi học rồi đúng không? Ngày mai con đi học trên lớp đúng không? Nghe con nghe thấy gì nào? Thấy nghe được thấy chưa? Nghe được chưa? Nghe được chưa? Okay, now number two. Did you have a cake? Okay, yes, I did. Very good. And how many friends came? Okay, are you correct? Number four. Have you got any photos of the party? Yes. See. Yes. Yeah, okay, correct. Number five. This one's very good. Okay, B. Yes, I like it. Very good. And number six. Oh, look. The lesson is starting. Yes, okay. Bài này làm đúng rồi. Rất tốt, được chưa? Đó là có tiến bộ. Học rất là giỏi. Á là tốt. Ok, có từ mới nào trong phần này không con? Không ạ. Ok. Rồi, ngày mai con đi học chính thức rồi đúng không? Ok, rồi vậy thì bây giờ hãy đi ngủ sớm được chưa? Thì ngày mai đi học đúng giờ nhá. Ok. Okay, so we will stop in here. Okay, chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây được chưa? Và hẹn gặp con ngày mai nhá. Hẹn gặp con vào ngày thứ ba nhá. Okay, ngày mai chúc con ngày mai đi học thật là vui vẻ được chưa? Gặp lại bạn bè thì nhiều nói chuyện, nhiều học bạn bè nhiều nói chuyện lần nhiều vào nhá. Ngọc chào thầy. Okay, goodbye.